sáng sớm bực hết cả mình. Ôi dồi, sao mà sáng sớm phải làm lắm chuyện bực mình. Bực mình thật sự, bực mình thật sự, quá là bực mình luôn đấy. Sao hôm nay lắm chuyện bực mình thế nhỉ? Sáng sớm người ta đã bực hết cả mình. Đang bực hết cả mình, đứng tranh nhảy nước à mà. Làm sao vậy? Tao đang bực mình. Cái lão mịch kia kìa, cậy cũng con trai, được học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh. Bây giờ khuệnh khoạ, nhắng nhắng oai oai nhá. Bắt tao nói chuyện bằng tiếng Anh. Dạ, tao mắng nhau với lão ấy cả buổi mà lão ấy không thèm cà rê chứ. Thế bây giờ nhá, mẹ dẫn con đi xuống xem tình hình nhá. Đi xuống mà xem, xem thái độ của lão ấy nhá. Anh em nhá, hôm nay ra đây tôi có việc nhờ các anh chị các em có việc. Trong thời buổi nước ta đang hội nhập như thời nay thì tiếng Anh cực kỳ là một thứ quan trọng. Hiểu được điều đó thì hôm nay tôi quyết định mở lớp xóa mù tiếng Anh cấp tốc cho bà con. Buổi đầu tiên ai đăng ký nào? Tôi. Buổi thứ hai nhá, mỗi người học phí là 200.000. Tôi đi về. Ủa kìa, quay lại đã, sao lại bỏ về? Tiếng Việt chưa giỏi lại còn bày đặt tiếng Anh. Hả? Trưởng giả học đòi làm sang. Mịch méng, mịch méng. Diêu sủa gì? Tell me about. Đấy phải xem, lão lại lên mặt với tao rồi kìa. Được chưa? Mày về dạy cho mẹ mày ít tiếng Tây nào ấy. Đấy. Không cứ bị hoang ao trình, nhục lắm. Này, đừng có mà nhắng nhá. Cái đời này nó còn dài lắm nhá. Thôi, phân. Để người ta còn enjoy moment này. Phân. Thôi mẹ, thôi bình tĩnh, giữ hòa khí xóm làng chứ. Tại mày. Sao vậy con? Tại mày nhá. Hả? Nếu mà mày học giỏi tiếng Anh như con nhà ông Mịch thì làm sao mà lão ấy lên mặt được. Mẹ nhầm ấy, trên lớp con học giỏi tiếng Anh lắm. Giỏi á? Giỏi thì mày dạy mẹ mày đây này. Để mẹ xuống mẹ bê đồ mấy ông một trận. Trời ơi, với những người mà mất gốc tiếng Anh như mẹ, bây giờ mà dạy theo sách vở thì nó làm cái gì đấy nó không hợp lý lắm. Mình học mẹo. Mẹo gì? Mẹ vào CS Play tải cái app Duolingo cho con. Được. Đây. Ừ, tao tải xong rồi. Thế mẹ bỏ ra đi. Tao mở ra đây. Trong này nhá, tao có tới 4 lượt bạn luôn. Mỗi ngày mình sẽ dành ra 30 phút chơi game. Chơi game? Game tiếng Anh của Abby. Vừa học vừa chơi luôn, như thế là mình nhanh đấy. Sau 1 tháng thôi, đảm bảo ông Mịch chào thua mẹ. Thế để tao. Nói bé thế. Tha liền thiên. Cái lưng mưa tiếng Anh là gì? Quá dễ. Rain water. Ây à, được. Giờ tôi nhé. Quạt gió lem. What? Có nghĩa là cái gì? Còn gió lem à? À. Đây là gió này, đây là lem này. Có thế mà cũng phải hỏi à. Cái gì? Có gì này mà cười? Quạt gió lem nghĩa là bạn tên gì cơ mà. Thế thì nhầm tí, mọi nhầm gì mà căng. Hỏi gì hỏi gì. Thế mẹ tiếng Anh là gì? Mother. Chị gái tiếng Anh là gì? Sister. Chị gái của mẹ tiếng Anh là gì? Sister Mother. Thế lại sai à? Lại còn cái gì nữa? What do you say?
nu lưu được bài bản xây à? À cái cổng ông Luyến này, hả? Gà ông Tách này, bẻ phút trong hộp này, nó Tôn trong Tiến này. Nãy cười gì? Có thế mà cảnh cười à? Tôi hỏi là bạn nói gì? Chứ tôi hỏi ông là đi xây cái gì đâu? Xây xây chứ không phải xây nhà. Xây là nói cơ mà. Chứng tỏ cái lão này không biết gì về tiếng Anh đây này. Ui, bác biết tiếng Anh à? Biết tiếng Anh à? Bác đi đâu nói tiếng Anh à? Bà học tiếng Anh ở đâu mà giỏi thế? Cũng may là con tôi nó chỉ cho tôi cái app Duolingo. Chỉ cần một tháng là xóa mù in nịt. App gì? App gì? Nghe như lừa đảo ấy. No, no, no. Trust me, trust me. Thế bà kể tôi nghe thế nào? Cái app Duolingo này có đến 40 loại ngôn ngữ nha. Duo is tall. Như đang chơi game vậy. Học mà chơi, chơi mà học. Mà còn hoàn toàn miễn phí, không mất đồng nào. Tôi đang định học tiếng Trung. Bởi vì tôi thích xem phim Trung Quốc. Còn tôi nó đang học tiếng Trung rồi. Có lẽ năm sau ấy, cả nhà chúng tôi sang Trung Quốc du lịch rồi. Ui, cháu Tài, cháu Tài, cháu Tài, cháu Tài, cháu Tài nữa. Tôi không tin lời app ấy, tôi đi về đây. Thôi, không tin thì thôi, ai cần đâu. Tôi muốn học tiếng Trung.